Cha mời thiếu nhi chúng ta ngồi, mọi người chúng ta ngồi. Hôm nay tôi nói về những con người hoán cải và một số mẫu gương ở trong Kinh Thánh cũng như trong đời sống giáo hội. Bởi lẽ chủ đề mà chúng ta hướng tới đó là khi chúng ta hiểu biết và khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót thì chúng ta sám hối và cách tân đời sống của mình. Sám hối có nghĩa là hoán cải. Trước tiên tôi mời gọi mọi người, nếu như chúng con cùng với cha chúng ta tìm hiểu cái chữ hoán cải. Cái chữ này quan trọng, hoán cải hay sám hối. Conversion và conversione, đó là một từ được sử dụng rất nhiều nghĩa khác nhau. Cái chữ hoán cải này, chữ hoán cải có thể là hiểu là một sự thay đổi đời sống, cũng có thể hiểu là bỏ một cung cách sống không tốt để tới một cái cung cách sống tốt hơn, hoặc là bỏ ích kỷ để sống quảng đại, bỏ một điều gì đó mà kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa để chúng ta tìm đến một cái điều mà dẫn chúng ta đến Thiên Chúa, thì đó là hoán cải. Còn theo từ Hy Lạp, hoán cải là metanoia. Ở trong Tân Ước thì có nghĩa là đổi ý, đổi tâm tình, thay đổi não trạng, là metanoia. Não trạng tôi thay đổi não trạng của tôi thì là metanoia. Hoặc là còn có một nghĩa khác, đó là hối tiếc hay là hối hận. Khi tôi hối hận, khi tôi hối tiếc về điều tôi làm thì đó là metanoia, là hoán cải. Nó còn một nghĩa khác nữa mạnh hơn, đó là thay đổi hướng đi, thay đổi con đường, từ bỏ tà, cái con đường tà, trở về con đường chính. Và trong đất nước người ta sử dụng metanoia có nghĩa là quay về với Thiên Chúa của giao ước, nhắc nhở chúng ta về giao ước của Thiên Chúa. Rồi từ đó chúng ta đã xa lìa giao ước, bây giờ chúng ta trở lại với giao ước, thì đó là hoán cải. Và đi vào một cuộc sống mới, một lối sống mới. Và khi nói là tôi đi vào cái lối sống đó thì cái lối sống đó không thể thay đổi, nó gần như là một lý tưởng. Tôi đi vào cái lối sống của Đức Giêsu Kitô thì tôi không thể thay đổi cái lối sống đấy, bởi vì tôi bước đi theo Đức Giêsu Kitô và lối sống của Ngài không thay đổi. Dù có phải chấp nhận cái chết thì Ngài cũng không thay đổi. Và như vậy metanoia có nghĩa là thay đổi cả con người, thay đổi cả ý nghĩ, thay đổi cả hành động của mình, thì đó là hoán cải. Ngoài ra theo nghĩa thần học thì nó còn có một điều, đó là hoán cải còn có nghĩa là chúng ta nhận ra mình trước mặt Thiên Chúa có nhiều lầm lỗi, để chúng ta hướng về Ngài và nhờ ơn của Ngài để chúng ta làm lại mới con người. Như vậy tôi tìm ra ở trong Cựu Ước có một số nhân vật hoán cải để chúng ta nhìn vào nó như một mẫu gương. Cha mời gọi thiếu nhi chúng con cũng nhìn vào các mẫu gương ở trong Cựu Ước. Ông bà anh chị em cùng với tôi nhìn vào mẫu gương trong Cựu Ước để chúng ta metanoia, nghĩa là chúng ta thay đổi toàn bộ con người của mình, thay đổi hướng đi, thay đổi cách suy nghĩ để chúng ta đi vào trong giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với chúng ta. Trước tiên tôi tìm ở trong Cựu Ước người đầu tiên, đó là vua David. Câu chuyện David chắc có lẽ chúng ta đều biết. Câu chuyện của David này tôi không kể lại hết cái hành trình mà vua David làm vua như thế nào, nhưng tôi chỉ kể lại tóm lại thật ngắn về cái giai đoạn mà David phạm tội. Kinh Thánh kể rằng chiều hôm đấy David đi ở trên sân thượng, trên cung đình của mình, đi trên sân thượng. Ông đi dạo dạo, chắc có lẽ là vừa đi vừa lần hạng, vừa đi vừa suy nghĩ về chiến binh, bởi vì lúc đấy là mùa xuân mà người Do Thái đang đánh nhau.
Và bất chợt ông ấy nhìn xuống thì ông lại thấy một cái người đàn bà nào đó đang tắm ở trên sân thượng. Mà nhìn thấy nhà tắm, mà nhà tắm ngày xưa nó đâu như nhà tắm bây giờ kín đáo đâu. Nhìn thấy cái con mẹ nào ấy, đứa bé nào ấy, đứa con gái nào ấy, tắm ở nhà nó cứ trắng nón này. Thế rồi ông ấy bị cám dỗ. Và khi ông ta nhìn thấy người đàn bà như thế thì ông ta bất chợt bị cám dỗ. Và ông ta xuống khỏi lầu cho lính đi điều tra xem cái đứa đàn bà tắm mà ông mới nhìn thấy đó là mà đẹp thế, da trắng nõn nà thế. Và khi người ta đi dò hỏi biết đó là bà Bathsheba, vợ của một tướng lãnh trong quân đội của mình là ông Uriah, thì vua David cho gọi bà ta về cung triều đình của mình liền. Và khi cho về như vậy là phạm tội bà ta, phạm điều răn thứ 6. Và khi phạm tội như vậy xong, ăn ở với bà ta xong, thì bà mấy ngày sau bà ta báo cho David là có thai. Và khi báo cho David có thai như vậy thì ở đây David tìm cách chạy tội. Chúng ta thấy David tìm cách chạy tội rất hay. Một ông vua có đủ mưu lược để có thể thay đổi tình hình của nước Do Thái. Và khi ông ấy muốn chạy tội thì ông ấy cho gọi Uriah từ mặt trận, gọi ông ấy về, gọi ông về triều đình. Uriah đưa lính của mình cùng mình về triều đình. Và David thiết đãi Uriah một bữa ăn thịnh soạn. Sau đó David nói với Uriah rằng: tối hôm nay ngươi đi về nhà, cha ta cho ngươi về nhà để thăm vợ con. Ông Uriah này là một tướng trung thần. Ông ấy nói với David như thế này: tôi không về nhà bởi vì lính với lại các anh em quân nhân đang đánh nhau ngoài kia, chẳng lẽ tôi lại về để ở với vợ thôi à? Cho nên Uriah không về nhà và nằm tại sân của triều đình của David. Sau khi David biết rằng Uriah không về thì ông không thể chạy tội được nữa. Và David bắt đầu gọi Gioáp vào, nói Gioáp viết một văn thư. Và ngày mai Uriah bắt đầu ra trận tuyến. Và Gioáp viết văn thư là: hãy đưa Uriah tới cái mặt trận nào mạnh nhất, quân thù kinh khủng nhất. Và khi đưa Uriah ra đó xong, rút quân về cho nó giết thằng Uriah. Và quả thật Gioáp đã làm điều này. Và cái trận tuyến ác nhận định trên nhất để bỏ cho Uriah chết. Và sau khi Uriah chết xong thì đưa xác về bà Bathsheba làm ma cho chồng. Sau khi làm ma cho chồng xong, David rước bà ta về làm vợ. Sau đó thì chúng ta thấy, tôi dừng ở đây để ông bà anh chị em thấy, cứ gì chúng con thấy David phạm lắm tội lắm. Ông là một ông vua tốt đấy, nhân từ, thánh thiện, cầu nguyện cho dân chúng. Nhưng ông ấy phạm những tội kinh khủng này. Tội thứ nhất là tội ngoại tình, phạm tội với bà Bathsheba. Tội thứ hai, tội giết người, giết Uriah để chiếm đoạt vợ của ông tướng trung thần này. Và tội thứ ba kinh khủng hơn nữa qua hai tội này, đó là lỗi giao ước hôn phối, bởi vì David đã có vợ. Các ông hiểu như thế này vậy đấy, công đang có vợ, có biết tính hôn phối, nào đi đâu ấy gặp cái đứa nào nó tắm đẹp lắm, thấy nó cái là cho con cái, cho lính mình đi điều tra. Thấy vợ của cái ông đấy, thế là xích cổ về ở với mình. Sau khi nó báo có thai xong, sợ quá chạy tội, không có cách nào nữa là tìm cách giết ông chồng của cái chị đấy, phải lôi chị đấy về nhà làm vợ của mình. Ba tội nặng
Tội thứ nhất, ngoại tình với bà Bê-xê-ba. Tội thứ hai, phá hủy giao ước hôn phối. Tội thứ ba đó là giết người để chiếm đoạt bà vợ. Tội lớn là tội lớn chứ không phải tội bé đâu. Tội nặng đó, tội này đáng tùng xẻo một ông vua. Nhưng mà sau cái tội tày trời đó thì tiên tri Na-tan đến với David. Na-tan cảnh cáo David như thế này. Cái câu chuyện của Na-tan kể David hay lắm. Na-tan bảo với David sau khi ông phạm tội xong, ông ấy giết Uriah xong, ông ấy lấy bà Bê-xê-ba, thì Na-tan lóng cóng chống gậy đi tới. Bởi Na-tan là tiên tri đọc ý Chúa cho David. Na-tan mới kể cho David như thế này: này vua này, có một cái câu chuyện này, hôm nay tôi kể cho nhà vua nghe. David bảo kể đi. Na-tan bảo có hai người, một người giàu một người nghèo. Một người giàu thì không thiếu một thứ gì, Chúa ban cho đầy đủ hết, nào là vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi, rồi các thứ chiên bò đầy hết. Rồi có một anh nhà nghèo, nó chỉ có một con dê cái thôi. Thế hôm đấy cái anh nhà giàu ấy, nó có khách đến, khách đến chơi anh nhà giàu. Thế anh nhà giàu thay vì bắt chiên dê của mình đãi khách, thì anh nhà giàu lại tóm cổ cái con dê cái của cái anh chàng nghèo kia, giết đi để thiết đãi cho khách của mình. Ông David vừa nghe đây đấy, ông tức quá, ông nổi sùng mà: thằng nào làm như thế thì giết nó ngay, nó phạm tội nặng. Na-tan chỉ ngay mặt David: thằng đó là ông, là vua, là chấm đó, chứ không phải là cái thằng trong câu chuyện của tôi kể đâu. Lúc đó David nói với ông Na-tan: tôi đã đắc tội với Chúa. David giật mình, nhận ra tội lỗi của mình. Và ông ấy nhận ra tội lỗi của mình, ông xưng thú tội lỗi của mình với Na-tan. Và Na-tan nói với David như thế này: về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này Ngài cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ Ngài sinh được chắc chắn nó phải chết. Đây là đứa con mà bà Bê-xê-ba đang mang thai bụng trộm với David phải chết. Và từ đó David có thánh vinh 50. Mà nếu ai là những người trong ba đa minh vào sáng thứ sáu kính sáng, chúng ta đọc thánh vinh 50, đó là thánh vinh của vua David. Một thánh vinh nói lên sự thống hối ăn năn của một nhà vua, của một người phạm trọng tội. Này, David trở về với Chúa. Người thứ hai ở trong tin mừng, ở trong cựu ước, đó là vua A-cáp. Ông vua này đã chiếm vườn nho của ông Na-bốt. Câu chuyện kể như thế này: ông Na-bốt có một vườn nho cạnh công viên nhà vua A-cáp. Nhà vua bắt cái ông Na-bốt đấy phải nhường vườn nho cho nhà vua, phải bán vườn nho cho nhà vua. Ông Na-bốt này không chịu, ông bảo: đây là đất tổ tiên của tôi, để lại cho tôi không thể nào mà tôi nhường lại cho nhà vua được. Nhà vua đã đầy các thứ rồi, nhà vua còn đòi cái nhà vườn nho của tôi nữa. Ông vua A-cáp này về nhà buồn lắm, tại vì không chiếm được cái vườn nho của ông Na-bốt. Thế là ông ấy chẳng ăn chẳng uống gì. Thế cái bà hoàng hậu, bà vợ của ông vua, bà này là một người phụ nữ độc ác. Nói thế không có nghĩa là mọi sự độc ác từ bằng các bà đâu nhé, xin các bà tha lỗi cho tôi. Các bà nghe là toàn chứ độc ác ra nói cho các bà, hay là con gái. Bà này thật độc ác. Bà nói với vua như thế này: thế nhà vua buồn làm cái gì? Cái vườn nho của anh chàng Na-bốt kia chắc chắn sẽ bỏ tay vua. Đây hoàng hậu hiến kế cho vua này. Ông ấy, bà mới viết một lá thư. Nội dung lá thư, ông lấy chuyện của vua, bà lấy chuyện của vua, bà đóng vào. Nội dung lá thư như thế này: hãy công bố một thời kỳ chay tịnh
và đặt Na Vốt đứng hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vô lại, có nghĩa là hai đứa nó vu cáo đấy, đối diện với anh chàng Na Vốt này, để chúng tố cáo ông Na Vốt là ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua, và đem ra ngoài ném đá cho anh chàng Na Vốt này chết. Khi cái lá thư mà chuyện của nhà vua Acab này được đóng vào, thì cả dân Do Thái kỳ mục cư ngụ thân hào trong dân Israel làm theo lệnh của bà Isabel này, như trong thư bà đã viết với cái chuyện của Acab. Ông Na-vốt bị vu cáo, bị đấu tố, y như 1954, 1955, 1956 ở ngoài Bắc ấy. Ai sống ngoài Bắc ở thời đó thì biết đấu tố không có tội, nhưng cũng bắt có tội. May mà bố mẹ tôi chạy vào đây không có, thì cũng bị nó đấu tố mà chết rồi, ném đá cho đến chết. Sau khi Na-vốt chết rồi, bà hoàng hậu bà đi đứng lần này, vua Acab chạy xuống và chiếm hữu cái vườn nho của Na-vốt đi. Nó chết rồi, đã còn đứa nào nó coi vườn đấy nữa đâu. Thế là ông ấy xuống, ông ấy chiếm vườn nho của Na-vốt. Ông Acab này ông phạm tội kinh chứ, giết người, cướp của, chẳng khác gì xã hội ngày hôm nay. Tao không lấy được là tao hốt chúng mày đi rồi tao lấy. Nó thấy rõ ràng nha. Cho nên những cái sự kiện xảy ra trong xã hội ngày hôm nay, ngày xưa đã xảy ra trong cựu ước rồi, có điều là chúng ta đọc không kỹ thì chúng ta không thấy thôi. Và lúc mà nhà vua đang ở vườn nho ông Na-vốt ấy, thì tiên tri Elia đến với vua Acab. Chúng ta nhớ David thì có vua tiên tri Na-tan, vua Acab thì có tiên tri Elia. Tiên tri Elia là một trong tiên tri lớn đấy, tiên tri đấu với mấy trăm anh chàng phù thủy thành của Ba An ở trên núi Cam Mây đó, ông tiên tri đó đó. Thế ông mới đến khi ông vua Acab này tới vườn nho của Na-vốt để chiếm cái vườn nho đấy, thì ông Elia này lò dò chống gậy đi đến. Thế thì Elia ông nói với nhà vua như thế này: người đã giết hại lại còn chiếm đoạt nữa, đã giết Na-vốt lại còn chiếm đất vườn nho. Đức Chúa phán thế này: chính tại nơi chó đã liếm máu Na-vốt thì chó cũng sẽ liếm máu người. Chúng ta thấy kinh khủng, một câu nguyền rủa ha. Vua Acab nói với ông Elia như thế này: hỡi kẻ thù của ta, bởi vì cái ông Elia này là ông chuyên môn, ông ấy đi, ông ấy nói cái sự tội của vua Acab này: hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta. Ông tiên tri nói này: tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trước mặt Đức Chúa này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt cả các đàn ông con trai của Acab trong Israel đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho người nhà ngươi nên như nhà Gia-rôn con của Nơ-vác và như bà Ba-sa con của A-ki-a, vì ngươi đã chọc giận ta và làm cho Israel phạm tội. Một lời cảnh cáo của tiên tri Elia. Nghe những lời đấy thì ông vua này, ông vua Acab này khác với David. Ông vua Acab này xé áo mình ra và bắt đầu ông ấy sám hối ăn năn. Xé áo mình ra, nhận mình có tội, lột hết cẩm bào của mình ra, khoác vào vải bố, vải bao bố bám sát vào thịt. Ông ấy ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Acab sám hối. Chúng ta nhớ cái bao bố, tôi nhớ trước giải phóng có cái bao gạo chỉ xanh, ai biết không? Ai là năm 1975, cái bao chỉ xanh, bao bố có cái dọc chỉ xanh ở giữa, người ta đóng gạo, một bao đó là một tạ.
Mà bao đấy mà khoác vào người thì nó ngứa lắm. Nó có những cái lông dặm vào người nó ngứa. Vua Ahikam đã mặc áo vải bố, ăn chay, nằm ngủ với cái bao bì đó, bước đi thiểu não, dấu chỉ của sự xa lối. Đó là ở trong Cựu Ước tôi lấy hai nhân vật. Ở trong Tân Ước, tôi xin lấy lại câu chuyện của Gia Kêu, viên quan thu thuế. Tin mừng Luca đã viết về Gia Kêu rất hay. Ông là một viên thu thuế nhưng đứng đầu trong những người thu thuế, có nghĩa là đội trưởng đội quản lý thị trường ấy, hoặc là đội trưởng của đội thu thuế bây giờ đấy. Chúng ta hiểu vậy cho dễ. Mỗi tội ông rất bé thôi. Như hôm qua hôm trước tôi nói, ông muốn gặp Đức Giêsu, ông trèo lên cây sung. Ở giữa đường, ông cố gắng để đón đường xem Chúa Giêsu như thế nào. Mục đích chỉ được ngó Chúa Giêsu thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã vào dùng bữa với ông ta. Và ngay lúc cao điểm này, Gia-kêu được ơn hoàn cải. Tôi không biết Chúa Giêsu nói gì với Gia-kêu. Tôi cũng không biết ông Gia-kêu nói gì với Chúa Giêsu. Nhưng mà chắc chắn cuộc gặp mặt giữa Gia-kêu và Chúa Giêsu làm cho Gia-kêu thay đổi. Như thế tôi khẳng định rằng tất cả những ai gặp Đức Giêsu Kitô đều được ơn hoàn cải. Ok. Chứ gì nữa? Tất cả những ai gặp Đức Giêsu đều được ơn hoàn cải. Và khi được ơn hoán cải như vậy thì Gia-kêu không ngần ngại để xưng thú tội lỗi của mình. Ông nói: đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bội. Như thế Gia-kêu, tôi phân tích cái này, Gia-kêu nhận mình là người tội lỗi. Ông là một người tham nhũng, hối lộ, bóc lột và ăn chặn của dân. Ông làm thiệt hại cho người ta, có nghĩa là ông lôi đức công bằng một cách nặng. Ông mới đền cho người ta gấp bốn chứ. Cái lời ông ấy xin thú. Và Chúa Giêsu nói gì? Hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời chứ gì nữa. Tội lớn quá mà gì nữa. Hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Rồi, một người nữa, người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa tha thứ vì yêu mình nhiều. Xin nhớ dùng tôi cái câu chuyện này, câu chuyện này cũng hay. Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một nhà ông Pha-ri-si-ô. Tôi kể lại một chút. Có một người phụ nữ tội lỗi trong thành. Cái bà này khách không mời mà đến. Tôi không biết chị ta vô duyên đến độ nào, tôi không biết. Tôi lấy ví dụ ông Tránh Trương mời cha sở tới nhà mình ăn. Cha sở đang vừa tò tò đi tới, vừa mới ngồi xuống. Có anh con đi nào trên chợ Long Thành, nó lọc tọc nó đi vào, chả mời gì cả. Con đi ở đâu đi vào. Mà cái ông Tránh Trương biết chắc cái chị đó là con đi. Đi vào lại còn không những đi vào cổng thì thôi, thì đứng đấy đi không, lại còn đi vào trong nhà, lại còn quỳ dưới chân ông cha sở, lại còn khóc, rồi lấy tăm đắp mà lau, rồi lấy dầu mà đổ vào chân. Như cái chị phụ nữ này, chị mang bình bạch ngọc đựng dầu, chị quỳ dưới chân Chúa mà khóc, lấy nước mắt tưới chân Chúa, lấy tóc lau, dùng dầu thơm sức chân Chúa. Chủ nhà lấy làm khó chịu, cơn pha đi siêu lấy làm khó chịu, vì chị ta là một người tội lỗi, thế mà dám đụng vào chân của một vị rabbi. Thì cái chị nào đi điếm mà ông Tránh không biết rõ ràng, ông tới mà đụng vào chân cha sở thì tôi bảo đảm ông Tránh đấy ra nắm cổ lôi ngay lập tức đi ra khỏi nhà, không được đụng vào cha của ta. Ok đúng không em? Đúng cái gì nữa? Đuổi ngay lập tức. Ông này không lấy làm khó chị. Lúc đấy Chúa Giêsu nói gì? Xin mọi người nhớ, Chúa Giêsu lấy một ví dụ về con chủ nợ hai con nợ. Một chủ hai con nợ. Chúa Giêsu bảo: này,
ông Simon có điều này tôi nói với ông. Ông Simon dễ thương lắm, bảo vâng có gì thầy cứ nói. Thế có một hai ông, có hai anh nợ một ông chủ, một anh nợ 1 tỷ đồng, còn một anh nợ có 100 đồng thôi. Thế thì hai anh đấy đều được chủ nợ tha bổng cả. Thế thì ai là người nhớ ơn ông chủ nợ nhiều hơn? Ông Simon bảo cái anh nó nợ 1 tỷ chứ, bởi vì nó nợ nhiều. Ai nợ nhiều mà được tha nhiều thì người ta nhớ ơn chủ. Jesus quay ra khôn lắm, Jesus cực khôn. Jesus quay ra bảo với ông Simon này, này ông có nhìn thấy cái chị phụ nữ này không? Bảo có. Thế có biết ông bà ấy là người tội lỗi không? Có. Bà ấy là người tội lỗi, nhưng bà ấy thương nhiều cho nên tội bà đã được tha. Tội của chị rất nhiều nhưng chị được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Luca biết Chúa Giêsu nói với chị phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Tuyệt vời không? Mình như vậy, nếu mà có ai, có chị nào đến biến bằng cha sở, xin ban hành giáo đừng đổi nhé, để cha sở giải tội. Hoặc là mình đang ăn cơm và có người nào tội lỗi, chắc là cha ơi giải tội cho con, bây giờ con mới rảnh đi giờ để ăn cơm, không tội lỗi gì cả. Hay là ban hành giáo đang ngồi ăn cơm, ban hành giáo người ta đến xin xin tội, ông ban hành giáo muốn lấy điểm với cha sở, chẳng hạn đi về cha đang ăn cơm. Thôi đừng như vậy nhé, hãy để cho họ đến với Đức Giêsu để họ lãnh ơn cứu độ. Và vì vậy cho nên thánh Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các cha, các linh mục như thế này: xin các cha làm việc đừng có thờ khóa biểu. Một, thứ hai, xin hãy để cho giáo dân quấy rầy mình. Một linh mục hạnh phúc là một linh mục để cho giáo dân hay là bị giáo dân quấy rầy. Một linh mục bất hạnh là một linh mục không để cho giáo dân quấy rầy, hay nói khác đi, giáo dân sợ không dám quấy rầy vì linh mục. Đó là một linh mục bất hạnh. Một nhân vật nữa tôi xin trích, đó là thánh Phaolô. Chúng ta nhớ lại cuộc trở lại của thánh Phaolô được viết trong Công vụ Tông đồ, khi ngài xin trát vua đi bắt hại các Kitô hữu tiên khởi. Và tôi không kể lại chuyện này thì chúng ta biết là Phaolô tội nặng rồi, giết không có một anh nào Kitô hữu cả, vớ được anh nào là lôi cổ đem về tù là chém hay thôi. Chúng ta thấy Phaolô cầm cái gươm. Nhưng mà Phaolô như thế này, ông lại công khai xưng thú tội lỗi của mình trong các thư mà ngài viết cho các giáo đoàn. Phaolô có cái đặc biệt này, là một người tội lỗi. Sau khi trở lại với cái cú ngã ngựa Damas thì trong tất cả các lá thư mà ngài viết cho giáo đoàn, ngài đều xưng thú tội lỗi của mình. Tôi xin chứng nhận với từ Galat, ngài viết như thế này: anh em đã hẳn nghe tôi đã hành xử thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã hăng say mắt mớ và muốn tiêu diệt hội thánh. Xin thưa, có vị nào ở đây dám đứng lên đây xin thú tội lỗi không? Có linh mục nào dám đứng đây xin thú tội lỗi không? Tôi bảo đảm không. Phaolô, rồi ở thư Cô-rinh-tô thứ 1, 1 Cô-rinh-tô ngài viết như thế này: thật vậy tôi là người hèn mọn nhất trong các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ vì tôi đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Phaolô đó. Rồi trong thư Philip ngài viết như thế này, hay lắm, tại vì không biết ông bạn chị em có đọc thư Phaolô không, chứ tôi cũng mê ông này. Mặc dù tôi đây tôi có lý do để cậy vào xác thịt, nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt thì tôi còn có lý do hơn. Tôi chịu cách bì ngày thứ 8, tôi thuộc dòng dõi Israel họ Benjamin, là người Hebrew, con của người Hebrew,
giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-siêu nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh. Còn sống công chính lề luật thì chẳng ai chắc được tôi điều gì. Ngay chúng ta thấy khuôn mặt của Phao-lô tuyệt vời. Và sau cuộc trở lại của Phao-lô chúng ta biết rồi Phao-lô như thế nào. Tôi xin trích một số câu nói của Ngài sau khi Ngài trở về. Ngài nói như thế này: những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Ở một chỗ khác Ngài viết: tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước. Có nghĩa là Phao-lô trở thành metanoia một cách tuyệt đối, bỏ hết tất cả những gì cũ kỹ để lao mình về phía trước, đi vào cái lối sống của Đức Giêsu Kitô. Cho nên Phao-lô thay đổi hoàn toàn con người của mình. Rồi một chỗ khác Ngài viết: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Rồi một điểm khác nữa Ngài day dứt với cộng đoàn của Ngài. Ngài viết như thế này: không kể các điều khác, còn nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mỗi bận tâm lo cho các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi khang không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng rung động? Tôi nghĩ rằng Phao-lô trở lại các mẫu gương tôi vừa kê ra: David, vua A-cáp, Gia-kêu, chị phụ nữ lau chân Chúa. Phao-lô đó là mẫu gương cho chúng ta trở lại trong bộ chạy. Có bao giờ một linh mục nói với giáo dân rằng: còn nhiều bận tâm khác tôi lo cho anh em, có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy có yếu đuối, có ai vấp ngã mà lòng tôi không xe lại? Tôi chưa thấy một linh mục nào nói câu này. Đúng ra các linh mục trong hội thánh Chúa phải nói như sau luôn. Đúng ra linh mục trong hội thánh Chúa phải biết xưng thú tội mình như Phao-lô. Bởi vì chúng tôi cũng là người, cũng là con người đầy tội lỗi. Và tôi vẫn nói giáo dân của tôi đi ba xứ sau khi tôi đi xứ đầu tiên là ở Tâm Hòa. Khi tôi chuyển chức xong tôi làm chánh xứ Tâm Hòa, ở đó được 4 năm, sau đó tôi đi qua Roma tôi học xong tôi về, tôi ở Mỹ Yên, bây giờ tôi về Mỹ Hội. Mười mấy năm làm linh mục tôi chỉ có đi coi ba xứ thôi. Trong tất cả các xứ tôi coi, tôi đều nói với giáo dân tôi rằng tôi không xứng đáng để tôi làm linh mục. Và một năm tôi xin lỗi giáo dân tôi ít là 3 lần trong những dịp tôi phải xin lỗi. Và những dịp cuối năm dương lịch, vào những dịp cuối năm âm lịch, vào những dịp quan thầy hay ngày chính chức của tôi, ít là 4 lần tôi phải xin lỗi họ. Tôi xin lỗi công khai dưới nhà thờ sau lễ. Không có gì phải xấu hổ vì mình cũng là một con người. Bởi vì lời nói cũng chỉ hành động, đôi khi mình làm cho giáo dân của mình buồn, đôi khi cái cách hành xử của mình đúng ra phải nhã nhặn hơn, đúng ra phải tốt hơn, đúng ra phải nhẹ nhàng hơn, thì đôi khi mình lại cáu kỉnh khó chịu vì một cái chuyện đập đâu nó đem đến cho mình. Hoặc là đôi khi mình mệt mỏi quá, cái công việc nó quá tải, rồi giáo dân đến đôi khi vì cái sự mệt mỏi trong thân xác làm cho vị linh mục đấy cáu kỉnh la mắng giáo dân. Đó là điều mà tôi cùng với ông bạn chị em chúng ta phải nhìn lại trong mùa chay. Và tôi cũng xin ông bạn chị em cầu nguyện cho tôi. Và như vậy cuối cùng tôi mời mọi ông bạn chị em cùng tôi hoan cải: vậy hôm nay đến lượt tôi cũng phải hoan cải. Metanoia đó là điều cần thiết. Hoán cải đó là một hành trình trở về, luôn nhắc nhở con người quay về với Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Hoán cải đó là một hành vi nhìn lại chính mình khi có thời gian hồi tâm như đứa con hoang đàng. Như thế, quay trở về trước Thiên nhận ra sự cô đơn, thiếu hụt của tình trạng mình đang sống, và còn thêm sự can đảm, sức mạnh và rồi quyết tâm đứng dậy. Sứ điệp mùa chay năm 2020 của Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài đã viết:
việc Chúa một lần nữa cho chúng ta thời gian thuận tiện để hoán cải không bao giờ được xem là điều hiển nhiên. Cơ hội mới này phải khơi dậy nơi chúng ta ý thức biết ơn và đánh thức chúng ta từ sự mê ngủ của mình. Xin cùng nắm tay nhau đứng dậy, hoán cải và trở về với Chúa trong chay tịnh, khóc lóc và than van, vì Chúa đang ngồi chờ chúng ta ở tòa giải.